Mình mới khám phá ra được một quán mì ngon đỉnh mà có không gian cực kỳ chill luôn. Mọi người nhất định phải thử nhá. Và đây, ăn mì với một khung cảnh như thế này thì mọi người có muốn thử không ạ? Mình đảm bảo với mọi người đây là một trong những quán mì độc nhất vô nhị ở Hải Phòng. Bởi vì đồ ăn ở đây vừa ngon vừa lạ miệng, giá cả thì vô cùng sinh viên. Và đặc biệt là cái không gian thì dồi ôi chill quên lối về luôn. Mình thì biết đến quán này lâu rồi và mỗi lần đến đây là cảm giác như kiểu tạm gác hết xô bồ ngoài kia để về với bình yên vậy. Hôm nay mình đi vào đúng ngày đẹp trời, nắng nhẹ nhẹ xong rồi gió mát, trời ơi đến đây siêu siêu thích luôn ý. Và trong lúc chờ đồ ăn ra thì bọn mình đã ngồi quay video rồi chụp ảnh sống ảo và đến cả tỷ bức. Nhưng phải công nhận là ở đây ánh sáng siêu đỉnh luôn, mình cảm giác như kiểu là chỉ cần giơ máy lên chụp cam thường thôi, góc nào cũng đã rất là xinh rồi. Và toàn bộ video ngày hôm nay mình quay bằng cam thường hết, không có dùng một tí filter nào luôn. Nhất là những ai dùng iPhone mà có chế độ quay điện ảnh thì ôi trời ơi, cứ phải gọi là ra được những thước phim sống ảo hết nước chấm. Và sau 7749 công cuộc sống ảo thì bây giờ chúng mình sẽ đến với công cuộc review đồ ăn. Và đây là hai món best seller mình tâm đắc nhất ở đây, đấy chính là mì trộn chua cay và mì trộn tương đen. Nếu nghe qua tên gọi thì mọi người tưởng đây là mì trộn kiểu Hàn Quốc đúng không? Mình cũng đã từng tưởng như thế cho đến khi ăn miếng đầu tiên thì trời ơi, cái hương vị của nó vô cùng là Việt Nam nha mọi người. Cái sốt ở đây nó sền sệt xong rồi có cái vị chua chua cay cay mặn mặn ngọt ngọt, đúng như cái tên gọi nhưng mà nó không hề bị cay quá nha. Mình đảm bảo với mọi người là mọi người chưa ăn ở đâu có cái sốt trộn mì như thế này đâu. Ngon cực ấy. Một bát này thì mình gọi size lớn có giá là 35.000, gồm có các topping như là xúc xích này, trứng này, dưa chuột này, rồi cả thịt xá xíu nữa. Mình thấy cái giá này khá là vừa vặn và hợp lý cho một bát mì to bự chảng như này. Buổi chiều đói đói mà làm một bát này xong thì có mà no đến 10 giờ tối cũng nên. Và dành cho những ai không thích mì chua cay thì mọi người có thể chuyển qua mì tương đen nha. Giá vẫn thế và topping thì cũng như vậy, chỉ khác mỗi cái sốt thôi. Và cũng giống như cái mì chua cay kia thì cái mì tương đen này ăn nó cũng không giống ở đâu cả mọi người ạ. Cái vị nó lạ miệng cực kỳ luôn ấy. Nó rất là dễ ăn nha, không hề khó ăn một chút nào cả. Những ai mà không ăn được mì tương đen vị truyền thống Hàn Quốc mà sợ cái mùi hắc hắc ấy thì có thể thử ở đây nha, đảm bảo là nghiền luôn. Trời ơi, lâu lâu quay được cái video ăn uống trong cái khung cảnh thơ mộng như này về nhà cứ ngồi xem đi xem lại thôi vì nó quá đẹp mọi người ạ. Và mọi người biết gì không, cái quán này nó đẹp từ không gian cho tới cả cái cốc đựng nước. Uầy, nhìn nó cute dã man, mình cứ kiểu bị thích mấy cái thứ xinh xinh như này ấy. Hôm nay thì mình có gọi một trà chanh và một trà quất nhưng mà mình recommend cho mọi người nên gọi trà quất nha. Nó vừa thơm vừa đậm vị trà mà cũng không hề bị chua hay là ngọt quá. Và quán này tên là Sa Bo Che, nằm ở số 1C ngõ 134 Hạ Lý nha. Menu của quán này mình sẽ để ở đây cho mọi người tham khảo nha. Còn giờ thì bye bye. Tất cả những cái đồ hay dùng thì mình sẽ để dưới comment nha. Còn bây giờ thì đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ mình nữa nhá. Bye bye.